3. Lưu ý đặc biệt dành cho người cao tuổi khi đi bộ. 1. Không nên đi lùi. Theo trang Abuluang, đi lùi có thể kích thích một số cơ bắp hoạt động không thường xuyên, nhưng nó không phù hợp với người già, vì đi lùi dễ bị ngã, trường hợp nặng có thể gây gãy xương. 2. Không nên đi bộ khi chưa khởi động. Cơ bắp của người cao tuổi tương đối lỏng lẻo và dây chằng khớp tương đối cứng, nên họ phải khởi động trước khi đi bộ ít nhất 5 đến 10 phút. Nếu bạn khởi động tốt, làm cơ thể linh hoạt trước khi đi bộ, thì bạn sẽ giảm khả năng chấn thương khi tập luyện. 3. Không nên đi một mình. Người cao tuổi nên chọn môi trường an toàn để tập thể dục, tốt nhất nên có người đi cùng để tránh tai nạn khi tập thể dục mà không ai biết. Đặc biệt, một số người cao tuổi mắc bệnh tim mạch thì không nên tập thể dục một mình,